À, vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với Nông Dân Làm Giàu. Thì hôm nay thì bên cạnh mình đây là anh Minh Dũng. Thì hôm nay trại Minh Dũng Bồ Câu sẽ thực hiện một cái công việc phải nói là rất là nghĩa tình. Tại vì hôm nay trại Bồ Câu Minh Dũng sẽ phát bồ câu miễn phí cho những cái bà con nông dân. Tại vì trước đó thì trại Bồ Câu Minh Dũng đã từng đi rất là nhiều địa phương trong cả nước, đúng không anh? Thì mình đã từng gặp rất nhiều những cái cuộc sống khó khăn này. Thì họ muốn phát triển kinh tế nhưng mà thực ra thì họ nhất là họ khó khăn về kinh tế thì rất là khó khăn. Và hôm nay trại mình đã phát khoảng gần 1.000 cặp bồ câu cho 90 hộ gia đình. Thì bây giờ anh có thể chia sẻ một số thông tin là xuất phát từ đâu anh lại làm công việc này không? Mình xuất phát là mình đi mình giao chim cho bên trung tâm phía nông để cũng giúp đỡ người nghèo vậy đó. Mà tình cờ còn nhiều người muốn nuôi nữa, nhiều người nghèo nữa, thành thử ra mà mình mới có một ý tưởng là coi như là tại sao mình không lấy của mình đi cho người ta luôn để người ta tự thoát nghèo, và đồng thời người đó có con chim ra ràng để thu lại. Thứ nhất là mình được của mình một đồng thu về khoản chim ra ràng đó. Thứ hai nữa là mình làm cho bà con được thoát nghèo nữa. Thành thử ra hàng năm mình đều tài trợ từ 90 hộ cho tới 120 hộ, bình quân là 1.000 cặp cho một năm, là tháng 15 tháng 7 là hàng năm. Nói chung là hôm nay là năm thứ 10 rồi, là nhiều người là khấm khá lên, người thì cũng có đủ tiền cho con đi học, những người nhân giống ra, nhân giống lên nay cũng được 500-700 cặp, rồi những người ta mở quán ăn chim bồ câu này kia đủ thứ vân vân, nói chung là thoát nghèo nhiều lắm. À, thì chắc nhiều người đã thắc mắc là với những cái tiêu chí như thế nào thì họ mới có thể được chặn mình hỗ trợ, đó là bồ câu miễn phí, cái tiêu chí nào để nông dân có thể hỗ trợ? Ở đây mình có hai cái tiêu chí, những người mà người ta tàn tật, những người mà có công cách mạng, những người mà nghèo không có tiền đều giúp đỡ hết, mình đều tài trợ 100%, có hộ mình tặng cám luôn, tặng cám thức ăn luôn cho bà con luôn. Đó là những cái hộ mà khi mà được tiếp nhận những con giống nuôi như thế này này thì cơ bản là ở trại mình có hỗ trợ những cái kỹ thuật nuôi và những cái phương pháp chăm sóc nào? Có chứ, thứ nhất là mình cái con giống, thứ nhất là mình tặng con giống là phải chất lượng thứ nhất, thứ hai là mình phải chỉ kỹ thuật. Đích thân trại vừa chủ trại Minh Dũng lợi tới chỗ bà con, giao bà con, cho bà con chỉ từ A đến Z, từ khâu ăn, khâu uống, khâu chọn con giống sau này gầy giống rồi làm sao mà cho nó tốt luôn. Thời gian vừa qua thì nói chung là cái kênh Nông Dân Làm Giàu của anh em mình á thì nói chung post rất là khá nhiều clip rồi, nhưng mà có thể nói là mình đã tiếp nhận những cái nhận xét của bạn, trong đó cả những lời khen này, động viên này, nhưng mà cũng không thiếu những cái lời bình luận khiếm nhã đấy. Thì bây giờ trại Minh Dũng có thể chia sẻ với bạn một xíu là những cái thông tin mà cũng như là cái kênh Nông Dân Làm Giàu của anh em mình làm á thì chỉ nhằm mục đích là thứ nhất là chia sẻ thông tin đối với bà con nông dân này, hoặc là có những cái chương trình nào mà miễn phí giống, hoặc là chia sẻ kinh nghiệm, đúng không anh? Thì mình nói chung là mình kiến thức thôi. Bây giờ anh có thể chia sẻ một chút cái trải lòng của anh cho mọi người rõ được không? Ở đây mình xin nói cho bà con biết và các bạn, thứ nhất ở đây là mình không phải comment để mình bán con chim giống, đó là quan trọng nhất. Thứ hai là mình chỉ cho bà con, những người nào chưa biết được cái kỹ thuật để nuôi chim bồ câu, mình chỉ cho kỹ, chứ không phải là mình chủ yếu mình bán con giống đâu. Mình chỉ cho đạt, những người nào mà ta đạt rồi thì ta bán con giống cho mình, cho bán con ra làng cho mình lời cái đó chứ đậu, mình đâu có bán càng bán con giống đâu. Con giống ở đây ai lại mua thì mình nhập trực tiếp của Thái,
là mình bán chứ không có mà mình đi rao hay là mình quảng cáo, không có. Đừng có nghĩ là mình quảng cáo đó, mình chỉ thật lòng của mình. Nhiều bạn không biết lên comment nói mình quảng cáo câu like rồi mình nói xạo hay gì, là ở đây mình hướng dẫn cho, mình chỉ thẳng số điện thoại của mình riêng mình nha, 0908 991909, điện thoại mình tới nhà bạn mình chỉ luôn, chỉ trực tiếp, không cần mua con giống mình. Bồ câu bệnh hay bồ câu không đẻ mà lỡ mua những trại khác rồi mà không biết cách, những người khác không chỉ, mình lại chỉ miễn phí từ Bắc chí Nam luôn, chỗ nào mình cũng đi đến chỉ hết, mình không nói phép, xin thử một lần. Thực ra đúng là trại Minh Dũng của mình cũng như là đi các địa phương trên cả nước khá là nhiều rồi. Thì nói chung là những cái thông tin mà tụi mình post lên đây á, thực ra là nhằm mục đích tốt cả thôi. Đối với những ai mà đúng là quan tâm, đúng anh, đúng là không một sự quan tâm đặc biệt hoặc là họ thích nuôi bồ câu á, thì họ sẵn sàng là chia sẻ những thông tin. Thời gian qua thì có thể nói là nhận được khá nhiều những cuộc điện thoại các bạn gọi đến cho nông dân làm giàu, nhưng mà cũng không thiếu những cái lời hỏi thắc mắc về những cái phân biệt con giống hoặc là chống mái như thế nào. Nhưng mà đây lát nữa thôi thì trại Minh Dũng sẽ có những cái chia sẻ cho các bạn về việc phân biệt như thế nào là đúng cách, đúng không anh? Đúng. Mình sẽ chia sẻ lại những cái mà con nào cũng trống và con mái, con nào để giống tốt, con nào mà không tốt, cho các bạn một lần nữa để cho các bạn hiểu và bà con hiểu được như thế nào. Còn ai không hiểu nữa thử tới mình chỉ luôn. Thì bây giờ thì nói chung là cái mục đích chính của nông dân làm giàu hôm nay làm clip này á, thì là làm một cái chương trình đó là phát bồ câu miễn phí cho bà con. Thì sắp tới đây thì gần 1.000 cặp bồ câu sẽ được phát cho các bà con trên cả nước. Đây là những hộ dân đã đăng ký trước rồi các bạn nhé. Đây là trung bình thì một hộ gia đình thì mình sẽ khoảng trao được khoảng 10 cặp bồ câu. Và những cái hộ gia đình này thì cái tiêu chí để chọn lựa, thứ nhất là có hoàn cảnh gia đình khó khăn này, thứ hai là những cái người có công với cách mạng này, thứ ba là những cái người mà tàn tật khó khăn trong cuộc sống này, và thứ tư đặc biệt là những cái người mà ham nuôi bồ câu và đặc biệt là muốn nuôi bồ câu để tìm hướng phát triển kinh tế. Vậy thì bây giờ là những cái người họ tìm đến đây để nhận bồ câu như nào thì các bạn hãy dẫn ngay sau đây nhé. Vâng, thưa quý vị, thì hôm nay trại bồ câu Minh Dũng đã chuẩn bị những cái bước cơ bản nhất để có thể tiến hành trao bồ câu miễn phí cho những người nông dân nuôi. Thì đây, trại Minh Dũng đang trao cho hai hộ nông dân ở Bình Dương. Và trước đó thì những cái này đã lên YouTube của kênh Nông Dân Làm Giàu đăng ký. Và họ rất là khao khát muốn nuôi bồ câu để làm giàu. Tại vì trại Minh Dũng thì được xem là một trong những trại bồ câu lớn nhất ở khu vực miền Nam và nói chung là cả nước luôn. Thì trại bồ câu Minh Dũng là thuộc trại bồ câu rất là lớn. Và ngày hôm nay thì tụi mình là tiến hành trao bồ câu miễn phí cho bà con. Và ở đây là những hình ảnh mà mình ghi lại được tại trại đây. Thì các bạn có thể thấy là ngay từ sáng sớm, bây giờ là 7 giờ sáng và những người nông dân đã bắt đầu có mặt tại trại để có thể nhận giống miễn phí. Và khi mà tới trại thì họ có thể lựa những cái giống mà họ ưa thích, giống như là Thái hoặc là Pháp. Đây. Đây các bạn có thể thấy này. Đấy, và ngay bây giờ thì trại Minh Dũng đã tiến hành bắt bồ câu cho những người nông dân. Và vì là những người mà mới khởi đầu nuôi bồ câu nên cái chuyện mà chưa có kinh nghiệm là điều dễ dàng thôi. Và lát nữa thôi thì trại Minh Dũng sẽ trao đổi những cái vấn đề và những kiến thức cơ bản nhất nuôi bồ câu để nông dân có thể rõ hơn trong cái việc là như thế nào để chăm sóc bồ câu. Đây là hai người nông dân được trại bồ câu Minh Dũng phát miễn phí đây. Để chúng ta sẽ đến xem cái những cái thông tin của họ nhé. Đây,
Mình là ở Bình Dương luôn hả anh? Không, anh ở Đồng Nai. À Đồng Nai, thì trước đó thì anh có nắm được thông tin là anh Dũng có phát bồ câu miễn phí cho bà con nông dân đúng không? Đúng rồi. À thì hôm nay mình đến thì bây giờ mình có những cái suy nghĩ thế nào về cái việc mà anh Dũng trao bồ câu miễn phí cho bà con nông dân nào? Để anh cứ nói ha. Anh có thể chia sẻ một chút không ạ? Bây giờ cái cảm xúc của anh như thế nào khi được trao bồ câu miễn phí? Nói chung thì anh cũng bắt 100 cặp mà nuôi thấy anh Dũng nuôi cũng được đó, thì thôi anh giúp chim mới giống nữa thì anh cũng thấy vui đó, thì thấy phấn khởi thì thôi cũng từ từ mình gây lên như thế nào mình làm được đó, thì anh em cũng làm thêm nhiều hết. À trước đó thì mình đã nuôi bồ câu bao giờ chưa anh nhỉ? Chưa, anh mới nuôi được 3 tháng mấy, 4 tháng rồi, 3 tháng rồi. À thì anh thấy cái việc nuôi bồ câu để phát triển kinh tế thì nó như thế nào anh? Thấy nó cũng hiệu quả đó mà. Thì anh mới từ từ ráp chuồng lên làm thêm nữa đó. À trước đó thì anh có mua 100 cặp ở trại Minh Dũng. Anh mới mua cặp 100 cặp. À về thì thấy cái chất lượng bồ câu nó như nào anh? Thì thấy nó cũng được, nó hiệu quả thì anh mới 2 tháng mấy 3 tháng mà anh tách ra được 50 đôi chim non rồi đó. Cuối tháng thì nữa thì nó chắc nó được 60-70. À thì hôm nay là anh Minh Dũng sẽ cho miễn phí mình bao nhiêu cặp ạ? Thì Minh Dũng cho 10 cặp. À 10 cặp này khi về nhà thì mình sẽ dự định là như thế nào anh? Thì coi như anh đưa cái giống này về con phát triển coi hai giống này coi giống nào nó hiệu quả thì mình tiếp về mình làm thêm. Dạ, trước đó thì như thế nào là mình biết được anh Dũng là người bán bồ câu anh? Thì anh cũng lên mạng thôi chứ anh thấy thì lên mô hình thấy của anh Dũng thì thấy cũng được thì anh mới từ đó anh lại xuống đây mà anh cũng đi coi nhiều nơi rồi đó. À có nghĩa là trước đó là mình coi YouTube và thấy anh Minh Dũng có một trang trại bồ câu và thế là mình tìm đến để mua bồ câu và hôm nay là mình là một trong những cái người nông dân được phát miễn phí. Thì bây giờ nhìn trang trại với cái quy mô đàn lớn như thế này thì anh có đánh giá như thế nào về trại Minh Dũng anh? Cái trại thì anh đi tham quan cũng nhiều chỗ mà thấy nói chung giống chuồng trại của Dũng thấy nó được thì anh mới xuống anh bắt 100 đôi anh làm đó, anh đi nhiều nơi coi. À, bây giờ nói chung là anh có cái lời khuyên như thế nào đối với những cái người nông dân mà muốn làm giàu mà đặc biệt với cái mô hình nuôi bồ câu không? Anh có lời khuyên nào với họ không? Thì nếu ai mà muốn cảm thấy là mình có khả năng mình làm được thì nên tới anh Dũng này chia sẻ kinh nghiệm rồi bắt cháu về nuôi, thấy thì nuôi được hết. À, cảm ơn anh ha. Và đây nha các bạn, đây là cận cảnh những cặp chim bồ câu. Và đây là giống Titan Thái này. Trước đó thì trại Minh Dũng mình có làm một clip về cái dòng Titan Thái siêu thịt này. Đây, hai con bố và mẹ đang nuôi ba con bồ câu đây. Ba con bồ câu con ở trong này thì bồ câu ra ràng này tầm khoảng được 14-15 ngày rồi các bạn nhé. Và tầm khoảng chục ngày nữa thôi thì những con bồ câu ra ràng này thì mình sẽ đã có thể bán thực phẩm rồi. Và đây nhá, thì mọi người ở trại bồ câu là bắt đầu vô những cái lồng này, tại vì những cái lồng này là chim đã được lựa sẵn rồi và bây giờ là nhiệm vụ là giao cho nông dân. À, thưa các bạn, đây là những cái chuồng bồ câu đã được lựa sẵn để có thể trao cho những nông dân đã đăng ký trước đó. Đây là cận cảnh trại bồ câu Minh Dũng đang chuẩn bị trao giống cho bà con đây. Thì những cái giống ở trong những cái lồng như thế này thì đã được trại bồ câu Minh Dũng tuyển chọn rất là kỹ. Và ngày hôm nay thì trại Minh Dũng lựa một ngày tốt để có thể trao cho những người nông dân. Và dự kiến thì trại bồ câu Minh Dũng trao khoảng vài trăm cặp đến 1.000 cặp cho những cái hộ nông dân mà đã đăng ký ở đây. Anh Sáu, nhà ở Đồng Nai.
mà ở Dầu Dây á, ở Định Quán Đồng Nai. Anh đang nuôi của mình hôm nay được mấy tháng mà đang thành công. Hôm nay ngày 15 tháng 7 nè, anh trại có tặng cho anh Sáu này 10 cặp để về nuôi thêm nữa. Thì ở trại mình có truyền đạt cái kinh nghiệm nuôi như nào cho những người nông dân mới nuôi không anh? Có, trại là coi như chỉ từ A đến Z hết, coi như có kinh nghiệm bao nhiêu mình chỉ hết bao nhiêu để cho mấy bà con về nuôi cho thành công, rồi trại bồ câu mới thu con lại, mới đạt hiệu quả cao để cho tất cả đều nông dân đều người ta có lời hết. Và những hôm nay mình trao giống cho bà con nông dân thì mình trao cái loại giống gì anh nhỉ? Cái này là hiện giờ đây mình đang giao là trao là Pháp Thuần. Và những cái giống này là mình đã tuyển chọn như thế nào trước khi giao cho họ anh nhỉ? Hôm nay là tỷ chọn là tốt nhất để về cho đẻ. Giống này đẻ 100% hết rồi. Từ giờ rớt hộp trứng đầu tiên á để giao cho về bà con ta nuôi cho mới đạt hiệu quả cao. Làm sao để những người nông dân có thể nắm bắt được thông tin là ở trại mình có phát bồ câu miễn phí cho bà con anh nhỉ? Mình có đăng lên YouTube đúng không? YouTube là để cho bà con đều biết hết. Ai cũng cho chứ không phải mua con giống ở đây không mới cho đâu nha. Ai cũng chỉ hết. Bây giờ anh có thể chia sẻ một chút thông tin là xuất phát từ đâu anh lại dẫn đến cái việc mà mình trao bồ câu miễn phí cho bà con nông dân? Nhiều người ta không có tiền nuôi bồ câu mà ta rất thích. Thành thử ra mình ở đây thì có cái kinh nghiệm rồi, có con giống tốt rồi, mình cứ tặng cho bà con rồi mai mốt mình bắt cái con lại, mình tạo việc làm cho nhiều hộ chăn nuôi mà không có tiền. Thì có nhiều người đã thành công với cái mô hình mà mình trao miễn phí bồ câu cho anh, chắc cũng nhiều đúng không? Mỗi năm, một năm là trong tháng 7 là được 90 hộ, mỗi hộ 10 cặp, nói chung là giờ thành công hết rồi, chưa có ai thất bại hết. Đây nha, hôm nay thì bây giờ thì trại Minh Dũng là bắt đầu trao những cặp bồ câu cho bà con nông dân này. Đây là giống bồ câu Pháp Thuần nhá. Thì những giống bồ câu này thì trước đó được tuyển chọn rất là kỹ. Ngày hôm nay thì bắt đầu mới giao cho những người nông dân. Anh này là lần đầu tiên nuôi chim bồ câu. Anh thích nuôi chim bồ câu lắm nhưng mà điều kiện thì chưa có. Hôm nay là coi như tới đợt rồi mình tặng miễn phí cho anh luôn. Anh có thể chia sẻ chút cái thông tin cá nhân của mình cũng như là cái việc mà anh đã nuôi bồ câu bao giờ chưa anh? Chưa. Lần đầu tiên nuôi luôn. Tại mình tới đợt mình tặng. Anh tiếp cận được cái thông tin mà anh Minh Dũng có cho bồ câu ở cái nguồn nào anh nhỉ? Mới làm chuồng xong mà. Trên báo đài kia. Thì bây giờ cái nói chung là được trao một câu như vậy thì cảm xúc của mình như thế nào anh? Cho về cũng mừng. Mừng không anh? Mừng. Trước đó là mình muốn nuôi lắm nhưng mà không có tiền để nuôi đúng không? Đúng